Đã bao lần bạn bước chân ra vườn nhà vào một buổi chiều thu yên ả, nhìn thấy những quả ổi chín mọng treo trên cành, chờ tay người hái xuống. Hương ổi nhẹ nhàng, tỏa ra thơm ngát, quyện cùng vị ngọt, vị giòn, khiến ai cũng muốn cắn thử một miếng. Nhưng đã bao giờ bạn thử để ý rằng, không chỉ quả ổi mới có ích, mà lá ổi những chiếc lá xanh mướt lặng lẽ làm nhiệm vụ hấp thu ánh sáng mặt trời, cũng chứa đựng nhiều điều kỳ diệu cho sức khỏe của chúng ta. Lá ổi, mặc dù chỉ là một phần bình thường của cây, lại là vị thuốc quý mà không phải ai cũng biết. Chẳng hạn, phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với thói quen uống trà lá ổi. Ở xứ sở hoa anh đào, trà lá ổi được xem như một bí quyết vàng hỗ trợ sức khỏe, giúp giảm mỡ, duy trì vóc dáng thon gọn và ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Bác sĩ Vũ Văn Tài, từ Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec Sao Phương Đông, sẽ hướng dẫn chúng ta cách tận dụng loại thảo mộc này như một phương pháp tăng cường sức khỏe đơn giản mà hiệu quả. Câu chuyện về trà lá ổi bí quyết của phụ nữ Nhật Bản. Người Nhật vốn dĩ nổi tiếng với lối sống khoa học và chú trọng vào sức khỏe, và trà lá ổi là một phần trong chế độ đó. Lá ổi chứa các hợp chất quý như carotenoid, polyphenol, đặc biệt là tannin, hợp chất khiến lá ổi có vị chát nhẹ. Chính tannin này lại có công dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ giảm cân, ngăn chuyển hóa tinh bột thành đường, hạn chế khả năng hấp thu chất béo và tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Đó là lý do tại sao phụ nữ Nhật Bản thường xuyên dùng trà lá ổi, kết hợp với chế độ tập luyện nhẹ nhàng để giữ gìn vóc dáng. Và nếu bạn tự hỏi làm thế nào để tận hưởng loại trà này, đơn giản lắm, bạn chỉ cần hái lá ổi non, rửa sạch, đun sôi và hãm lá trong nước nóng. Hương vị tuy có chút chát, nhưng khi quen lại dễ uống và cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái sẽ khiến bạn muốn nhâm nhi mãi không thôi. 2. Lá ổi thần dược chữa tiêu chảy trong dân gian. Nếu như trước đây, trong dân gian, ai bị tiêu chảy thường tìm đến lá ổi, thì bây giờ y học hiện đại cũng đã chứng minh tác dụng này. Lá ổi chứa lượng tannin cao, giúp làm săn niêm mạc ruột, giảm tiết dịch và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây tiêu chảy như Staphylococcus. Chỉ cần nhai lá ổi tươi hoặc uống nước lá ổi pha ấm, bạn sẽ cảm nhận ngay sự khác biệt. Đây là cách làm dân gian đơn giản, dễ thực hiện mà lại hiệu quả, nhất là trong trường hợp bạn không muốn sử dụng thuốc. 3. Tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tiêu hóa, lá ổi còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Trà lá ổi từ lâu đã được dùng như một biện pháp thiên nhiên nhằm giảm sự hấp thu đường sau bữa ăn. Ở Nhật Bản, nhiều người bệnh tiểu đường duy trì thói quen uống trà lá ổi hàng ngày, và các bác sĩ tại đây cũng khuyến khích họ áp dụng phương pháp này. Những người mắc bệnh này cần đặc biệt lưu ý đến các hợp chất tự nhiên trong lá ổi. Chúng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu một cách nhẹ nhàng mà không gây tác dụng phụ như các loại thuốc hóa học. 4. Ngừa ung thư nhờ lá ổi. Nhờ chứa lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt là lycopene, lá ổi còn được biết đến với tác dụng giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là các loại ung thư vú, tuyến tiền liệt và khoang miệng. Theo nhiều nghiên cứu, lycopene giúp chống lại sự phá hủy tế bào do gốc tự do gây ra, bảo vệ cơ thể khỏi những tác động tiêu cực của stress, căng thẳng. Đây quả là một lợi ích bất ngờ và đáng quý của lá ổi mà không phải ai cũng biết. 5. Bí quyết nấu ăn với lá ổi. Ngoài công dụng làm thuốc, lá ổi còn có thể được dùng trong nấu ăn để nâng tầm hương vị cho món ăn. Ví dụ như khi luộc mực, loại hải sản thường có mùi tanh, chỉ cần thêm một vài lá ổi là đã giúp khử mùi tanh hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa tình trạng đau bụng, đi ngoài sau khi ăn. Không chỉ vậy, một số món đặc sản như nem chua Thanh Hóa hay thịt chua Phú Thọ cũng thường được gói cùng lá ổi, giúp tăng hương vị và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 6. Lưu ý khi dùng lá ổi. Mặc dù lá ổi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng nên dùng. Những người thể trạng nóng trong, thường xuyên bị khô miệng, môi nứt nẻ hoặc bị táo bón nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng lá ổi. Ngoài ra, người bị ngộ độc thực phẩm hay tiêu chảy do nhiễm khuẩn cũng cần tránh sử dụng lá ổi. 7. Hãy tận dụng báu vật từ thiên nhiên. Chúng ta thường nhìn thấy lá ổi, nhưng mấy ai biết rằng nó chứa đựng một kho báu cho sức khỏe. Hãy tưởng tượng mỗi lần bước ra vườn, hái một nắm lá ổi, rửa sạch rồi hãm trà, bạn đã có ngay một thức uống vừa tốt cho sức khỏe vừa gần gũi, thân thuộc. Có lẽ, từ đây, mỗi lần nhắc đến lá ổi, bạn sẽ không còn nghĩ rằng nó chỉ là thứ bỏ đi, mà ngược lại, đó là món quà từ thiên nhiên dành tặng, chỉ đợi chúng ta biết cách tận dụng. Các bạn thấy đấy, chỉ cần để ý và có kiến thức,
chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những thứ tưởng chừng là bỏ đi để mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe. Mong rằng các bạn đã nắm được những tác dụng tuyệt vời cũng như cách sử dụng lá ổi một cách khoa học qua video này. Chúc cả nhà mạnh khỏe. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Sách Nói Minh Chiết để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.